Hôm trước mình với người yêu mình nói chuyện ấy, thì người yêu mình cũng vừa mua một cái máy tính dựa theo cái cấu hình của mình để cho một chiếc máy tính làm việc và có thể gọi là một chút chơi game đi. Thế là người yêu mình hỏi mình một câu là bây giờ em muốn làm việc ấy, tức là làm về đồ họa nhá, em sẽ mua một con màn hình gaming hay mua một con màn hình đồ họa? Vì màn hình đồ họa đắt quá. Thế là mình dùng mọi kiến thức, mọi hiểu biết, mọi sự chắc chắn của mình trả lời đúng một câu rồi. Đấy. Nhưng mà ít nào được đúng không anh em? Bởi vì làm gì có hai so sánh hai con màn như thế đâu. Thế nên bây giờ hãy cùng mình so sánh thử xem là liệu rằng một chiếc màn gaming, một chiếc màn đồ họa thì hợp hơn cho công việc đồ họa nhá. Về bên đồ họa, chúng ta sẽ có chiếc Asus PA247CV. Đây là chiếc màn hình Pro Art, có thể nói là một trong những chiếc rẻ nhất với tỷ lệ là 16:9. Em này thì được trang bị một tấm nền IPS với tần số quét là 75Hz và có những marketing mang tên là 100% giải màu sRGB, 100% giải màu REC 709. Nào thì có cả Delta E nhỏ hơn 2 nữa. Hãy cùng xem nó như nào nhé. Còn với bên tay phải chúng ta đây, nó sẽ có đó chính là chiếc màn hình AOC 24G2, nhưng nó là phiên bản SP anh em nhé. SP là phiên bản đã được nâng cấp lên 165Hz, vẫn được trang bị tấm nền IPS nhưng cũng được công nhận là sử dụng đó chính là một tấm nền phủ đến 125% sRGB và Delta E cũng dưới 2. Bây giờ hãy cùng thử xem là những chiếc màn như này nó sẽ như nào nhá. Nhưng tất nhiên, một chiếc màn đồ họa cần có những gì thì hãy cùng mình bắt đầu video này. Điều đầu tiên đó chính là gam màu. Nói cách khác, nó là cái độ phủ màu của chiếc màn của anh em. Ví dụ như anh em làm phim thì hãy thường thiên về giải màu DCP3 hơn. Còn nếu mà anh em làm ảnh thì mọi người thường ưu tiên đó chính là Adobe RGB. Nhưng mình cảm thấy rằng đa số người dùng, đến khoảng tầm 90-92% người dùng bây giờ ấy, chỉ dùng cùng lắm là sRGB và REC 709 thôi. Đấy là cái thường anh em sử dụng trên những chiếc màn như này. Xem trên YouTube, xem trên Filmoy, các kiểu thì đều dùng cái giải màu như thế. Và một điều mà mình cần lưu ý đó chính là REC 709 có cùng độ phủ với cả sRGB. Thế nên là nếu có ai bảo anh em là ui, màn hình của tôi 100% sRGB, 100% REC 709, tất nhiên rồi, bởi vì hai cái đấy y hệt nhau mà, nó chỉ khác về gamma thôi. Thế nên là con màn Asus này cú lừa của marketing đấy. Thì sau khi mà mình đo đạc được, mình thấy khá là bất ngờ, bởi vì chiếc màn Asus Pro chúng ta đây chỉ đạt được có 95% sRGB, trong khi mà chiếc màn này đạt được là 100% sRGB. Mà nhá, chiếc màn AOC này đây còn đạt được cao hơn thế về cả DCP3 và Adobe RGB, trong khi chiếc màn Pro Art này thì thấp hơn khá là nhiều. Nhưng có một điều mà mình cần lưu ý, đó chính là gam màu, độ phủ màu nó không phải là tất cả anh em nhá. Nó còn là cái độ trắng nữa, cái điểm trắng nữa. Cái điểm trắng của chiếc màn, nếu mà anh em làm về chụp ảnh, quay phim làm nhiều ấy, thì anh em biết rằng ở giữa ba cái màu trắng RGB ấy, thì sẽ là cái điểm màu D65, hay nói cách khác là 6500K. Cái điểm đấy thì cần phải đúng vào các màn nào càng gần điểm đấy thì sẽ càng dễ chỉnh màu chuẩn hơn. Và chiếc màn Asus này thì quá tuyệt vời luôn khi mà nó đạt được là 6700K ở trên giải từ 0 tới 100% brightness. Còn chiếc màn AOC này thì tất nhiên rồi, nó vẫn đạt được cái mức 6700K đấy, nhưng chỉ khi mình để độ sáng màn hình ở 0% thôi. Khi mà mình lên tận 100% thì nó là 7100, khá xa với cả 6500K. Điều thứ ba đó chính là khi mà nói về điểm trắng, chúng ta sẽ cần phải nói về độ sáng nữa. Thì nhiều anh em nói rằng là mua màn hình càng sáng càng tốt, càng sáng càng tốt, kiểu 400 nit, 500 nit, 600 nit, 700 nit, 800 nit, cái thứ kiểu. Thì điều đấy nó cũng đúng, nhưng mà nó chỉ đúng ở vài phần thôi. Bởi vì là nó tùy vào trường hợp nữa. Ví dụ như anh em chơi game, làm việc bình thường ấy, thì mình khuyên rằng chỉ khoảng tầm 200-250 nit, như anh em đã xem trong video recommend màn của mình ấy, recommend cái setting màn của mình ấy. Còn với những chiếc màn đồ họa như này thì mình khuyên rằng đúng là càng sáng càng tốt. Và trong lúc đấy thì chiếc AOC này sáng tuyệt vời, sáng cực kỳ luôn. Mình không biết tại sao mà nó có thể sáng đến như thế. Nó đạt được là gần 400 nit, trong khi chiếc Asus đây chỉ đạt được khoảng tầm hơn 300 nit một tí thôi. Điều này thì khiến cho chiếc màn này trở nên sáng hơn rất là nhiều. Bởi vì anh em phải hiểu ấy, là nếu mà chiếc màn của chúng ta đủ sáng thì có thể xét được ở trên mọi tấm hình. Bởi vì nếu mà màn không sáng đâu, anh em sẽ bị tăng, đó chính là tăng cái độ sáng, độ bóng của màn hình lên, độ sáng, độ bóng của cái footage anh em lên, của cái ảnh anh em lên, của cái video anh em lên, khiến cho nó bị lệch so với cả những chiếc màn bình thường. Đấy, thế nên là một chiếc màn hình sáng làm cho nó trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều. Và chiếc AOC chúng ta sáng quá luôn anh em ạ, quá hợp lý. Nhưng mà sáng là một chuyện, contrast lại là một chuyện nữa. Một chiếc màn hình có độ contrast chuẩn thì mới chỉnh được ảnh chuẩn. Bởi vì anh em phải hiểu nhá, ví dụ này, chẳng hạn như chiếc màn đúng không, mà có độ tương phản thấp, thì khi đấy anh em chỉnh ảnh, anh em sẽ nghĩ rằng là ui, ảnh chúng ta đang tương phản thấp, thế nên anh em chỉnh độ phần tương phản cao lên. Đến lúc đấy thì chuyển sang một chiếc màn khác có độ tương phản chuẩn hơn thì nó thành là quá là contrast,
Đúng không anh em? Nghe phát là hiểu luôn mà. Thế nên là một chiếc màn hình cần có một độ contrast chuẩn, và hai chiếc màn này đều có thể đáp ứng được cái nhu cầu đấy của anh em nhá. Nhưng có một điều khi anh em mua màn đều không hay nhìn thấy, đó chính là cái độ đều màu. Một chiếc màn đồ họa cần độ đều màu chuẩn. Bởi vì ví dụ như anh em nhìn chiếc màn này đúng không? Nó sẽ chia ra làm 9 cạnh, 9 cái ô ấy, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ấy, để xem là có chuẩn không. Vì có thể là chỗ này chuẩn màu, chỗ kia không chuẩn, khiến cho anh em bị lệch về một bức hình. Đấy, thế nên là làm sao có thể chỉnh chuẩn màu được đúng không? Cái khu vực chuẩn màu ấy thì mình có thể nói là chiếc màn hình đây, chiếc màn hình Asus ROG chúng ta đây làm quá là tốt luôn, khi mà độ lệch ánh sáng và độ lệch màu giữa các mảng rất là thấp. Trong khi chiếc màn AOC này thì cực kỳ là lệch ở phần góc dưới này, lệch lên tới là 9% so với cả mảng chuẩn nhất cơ. Thế nên là điều đó khiến chúng ta sẽ hơi bị mất lợi thế một chút khi mà chỉnh màu trên chiếc màn hình AOC này. Và cuối cùng, cái con số mà rất nhiều anh em quan tâm đó chính là delta. Cái này thì nó thể hiện được cái độ lệch màu của các màu so với cả cái tiêu chuẩn của thế giới bây giờ. Thì mình sử dụng đó chính là SpiderX Color, SpiderX Elite anh em ạ. Và để check xem chuẩn màu như nào. Chiếc màn hình ở đây, nếu mà anh em mà nhìn thấy pro art nhá, độ chỉnh độ lệch có không phải mấy thôi, nhưng anh em phải nhìn đi, có một màu lệch kinh khủng khiếp luôn, đó chính là chiếc màu xanh. Nó lệch khoảng tầm 6 chấm, tức là delta E nó là 6 chấm mấy ấy. Thế nên là mình cảm thấy rằng là tại sao lại như thế nhỉ? Bởi vì chiếc màn hình editor của chúng mình cũng đang dùng một chiếc màn hình pro art như thế và cũng lệch màu xanh kinh khủng khiếp luôn. Thế nên bây giờ mình có một câu hỏi anh em rằng là liệu rằng anh em nhìn vào con số delta E trung bình hay anh em nhìn vào rằng là chiếc màn chúng ta đang có một màu lệch kinh khủng khiếp. Đấy, cái con số lệch đấy thì nó không ảnh hưởng đâu, bởi vì delta E vẫn rất là thấp, trung bình rất là thấp luôn. Thế nên là anh em mới phải nhìn kỹ xem là liệu rằng em có muốn lựa chọn một chiếc màn hình nó chuẩn màu khác nhưng lệch màu xanh, hay là muốn lệch màu chung chung nhưng mà với độ lệch vừa phải thôi. Thì đấy là chiếc màn hình AOC ở đây. Với độ chuẩn màu có delta E khoảng tầm 1 chấm mấy thôi, nhưng mà các màu khác thì nó cũng lệch khá đấy, nhưng chỉ rơi vào khoảng tầm từ 1 tới 3 thôi, tức là không quá là nhiều, khiến cho con số trung bình delta E chúng ta là 1 chấm mấy. Và mình cũng thấy khá là ổn, khá là ok thôi. Nhưng mà cuối cùng quan trọng là cái gì? Quan trọng là nhìn vào màu, hai con màn này màu cũng khá là đẹp, khá là ok. Bằng mắt thường thì khó thể nhìn thấy được cái sự khác biệt. Bây giờ hãy phải trải nghiệm nó mới biết xem là con màn nào mình đã mua, đúng không ạ? Bây giờ thì mình đang ở trong, đó chính là mình đang được ngắm nhìn hai em màn đây. Thì bắt đầu về nút đi. Hai em này đều là theo kiểu nút kiểu dở hơi này. Nhưng mà được cái là em màn AOC, à không nhầm, em màn Asus thì là nút ở trên, ở trước, nên là dễ dàng nhìn hơn. Còn AOC thì hơi khó nha, hơi khó chịu nha. Đấy, nó còn có cả bên này thì sẽ có những cái tính năng của gamer hơn, còn bên này thì sẽ có nhiều tính năng cho làm việc hơn, ví dụ như là các giải màu khác nhau, vân vân và vân vân, nhiều thứ linh tinh. Về chân đế thì hai em đều có cái tính năng như nhau, gần như nhau nhá. Chiếc màn AOC này cũng nâng xuống này, nghiêng ngủng này, xoay một chiều và ngửa cụp nhá. Còn chiếc màn Asus thì cũng lên xuống này, xoay này, ngửa cụp này và xoay, nhưng mà xoay dọc thì xoay được 2 chiều anh em nhá, xoay được 2 chiều nên là thoải mái chơi đi. Hai màn như thế này thì sẽ, chiếc màn Asus thì sẽ cho anh em nhiều góc độ để quay hơn, bởi vì anh em biết rồi đấy, nó là một chiếc màn hình đồ họa mà, và nó còn có giá đắt hơn con này khá nhiều, thế nên là nó còn phải tiêu tiền vào đâu đấy ngoài tấm nền nữa, đúng không? Và một vấn đề nữa mà mình muốn xem đó chính là cái trải nghiệm sử dụng nó như thế nào. Thì hai màn này đều có một cái tấm, tức là cái viền này nó cũng khá mỏng. Bên Asus thì có vẻ dày hơn một chút, nhưng mà bên này thì hai em thì mình đánh giá là khá mỏng này. Về màu sắc thì chắc phải ra vào website com thôi để xem nào. Rồi, về màu sắc thì có thể nói trước một câu, đó chính là em màn hình này tươi hơn. Em màn hình này tươi hơn, nhưng có một độ sai nhất định. Ví dụ như anh em để ý bên màu đỏ bên của nhân viên tư vấn này, nó sẽ hơi có một chút hồng một tí. Còn bên này thì nó lại hơi cao một tẹo. Nhưng mà mình không biết là do là nó độ saturation bên này nó quá cao, hay do bên này nó như nào, bởi vì nhìn thẳng nó có hơi tí cam cam. Còn bên này thì hơi tẹo hồng hồng, hơi tí magenta. Bởi vì chính ra cũng đúng thôi, bởi vì anh em nhìn này, trên con màn của AOC thì nó sai về đỏ và sai về hồng magenta này, cũng hơi có một chút là khoảng tầm 1.9 cho mỗi cái. Thế nên là mình có thể hiểu lý do tại sao mà nó bị như này. Đấy, thì dùng như này thì thế nào? Mình cảm thấy rằng là thực ra thì nó cũng ổn thôi, bởi vì bản thân mình không phải là một người quá là kỹ về màu, một người không phải là quá là căng thẳng về màu, và mình cũng không phải là một người kiểu chỉnh màu siêu chuẩn. Thế nên là mình không thể nào đánh giá 100% khách quan về cái vấn đề này được. Thế nên là mình mới muốn nói cho anh em rằng là nếu mà bạn là một con người bình thường, một con người cơ bản thôi, một người làm việc rất là bình thường thôi, thì có lẽ rằng một chiếc AOC này cũng là rất ổn.
bản thân mình, đây là ý kiến cá nhân, nó không có hãng nào recommend hay là hãng nào tài trợ hay gì nhá. Bởi vì nếu bây giờ mình chuyển AOC thì AOC buồn, còn bây giờ mình chuyển Asus thì Asus buồn, bởi vì chả hãng nào quảng cáo mình cả. Thế nên là nếu anh em là một người bình thường, một người dân bình thường, một cư dân bình thường, một con người sử dụng bình thường thôi, thì mình nghĩ rằng chiếc AOC khá là ok với độ chuẩn màu, với độ sáng của nó. Mình còn được thêm lợi thế đó chính là những tính năng về chơi game nữa. Nếu mà mình không muốn làm việc thì mình có thể chơi game trên màn này. Còn với Asus thì nói thật ra thì mình cũng không recommend cho lắm, bởi vì với mức giá 7 triệu mình có thể thêm khoảng tầm 3-4 triệu nữa là mình sẽ có màn hình 27 inch này, bù 2K này, và mình sẽ không chọn Asus này bởi vì là theo mình biết, mình đã nói là bên kia có màn Asus 27 inch ấy, nó cũng lệch màu xanh kinh khủng khiếp. Điều đó khiến cho mình cảm thấy là hơi quan ngại khi mà chỉnh màu trên cho con màn này. Đây anh em nhìn này. Đây nhá. Ồ, 0.0.0. 6 chấm. 0.0. Anh em thấy không? Sợ không? Nguy hiểm không? Đấy, tự dưng lệch màu xanh đến kinh khủng như này thì nó cũng khá là đáng sợ đúng không ạ? Thế nên là kết luận là gì? Kết luận là ấy, nếu mà anh em là một người dùng bình thường thì chiếc màn AOC này là một chiếc màn hình cũng khá là ok. Nếu mà anh em không quá quan trọng về màu, không quá kiểu như là cuộc sống anh em dựa vào màu ấy, thì chiếc màn hình này sẽ là một chiếc màn hình hợp lý. Nó sẽ vẫn giúp anh em chơi game được, giúp anh em làm việc được, không vấn đề gì cả. Còn với em Asus này đây, thì thực lòng mà nói, nếu mà anh em cảm thấy rằng những cái tác vụ của mình, những cái ứng dụng của mình, những cái video của mình, những cái ảnh của mình đang bị chê về màu thì anh em có thể dùng con này được. Nhưng mà mình không khuyên lắm mua con này. Con này cũng khiến mình khá ấn tượng bởi nhiều điều. Ví dụ như là độ đều màu của các khu vực này, độ chuẩn màu của các màu này, nhưng mà bị lệch cực kỳ về màu xanh. Nếu mà anh em thực sự muốn chiếc màn hình cực chuẩn màu mà hơn hẳn so với chiếc này ấy, thì bắt buộc phải trả chi khoảng tầm gấp 5 lần số tiền lên, khoảng tầm 3-4 lần số tiền này nữa. Ví dụ như là 12, 13, 14, 15 triệu gì đấy. Ví dụ như là chiếc màn hình Samsung Viewfinity S8 mà mình từng review ấy, thì chiếc màn hình đấy rất là chuẩn màu luôn và anh em rất là đáng mua. Thế, nếu mà anh em vẫn muốn mua chiếc màn hình này hoặc chiếc màn hình này ấy, thì mình sẽ để đường link dưới mô tả anh em nhé. Đây đều là những màn hình tốt, đều là những màn hình entry cực kỳ là ok luôn. Và còn nếu mà anh em cảm thấy video này hay và hấp dẫn thì hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này. Và hẹn gặp anh em tại một video khác nhé.